Dạ vâng, con xin chào chú ạ. Thì chú có điện thoại đặt hàng bên con là một cây trăng trắng thơm, lá lớn. Thì bây giờ con quay một cái clip ngắn này để gửi đến chú để chú xem tham khảo ạ. Thì đây là cái bông mẫu bên con ạ. Đây là cây lớn của con. Dạ, cây lớn có bông ạ. Còn mấy cây con là ở bên này nha chú. Đây là những cây bông trang trắng, lá lớn, bông thơm, cây con nha chú. Đây ạ. Con quay cái clip ngắn này từng cây rồi chú chọn giúp con ạ. Cây khá là lớn rồi đó chú. Ở phía trong này ạ. Cây này um tùm nhiều nè chú. Cây này thì một cốt ạ. Rồi, con đã quay một cái clip ngắn gửi cho chú để chú xem tham khảo rồi chọn giúp con nha chú. Rồi, con cảm ơn chú rất là nhiều. Chúc chú ngày mới vui vẻ và luôn trọn đầy sức khỏe. Ở trên này con có cái bông đang nở mà ảnh mới vừa tàn.